hãy cùng chơi bong bóng, cùng chơi với mình, chúng ta cùng chơi tới, đừng có vượt qua đây. Hãy cùng tung cao nhé, cho một cái nổ tung, yeah, nhảy, ta cùng nhảy lên và xuống đi thôi. Trời đó mọi người chạm tới nơi mặt trăng xa. Woo! À, bước thì vui ấy, chúng ta thôi bóng bay và chơi rất nhiều trò cả ngày, vì thế sẽ vui vui cùng bóng bay. Bạn có thấy vui không? Yeah! Đi thôi! Hãy cùng chơi phi tiêu trên tường kia đấy, xem những màu sắc cùng với những quả bóng lớn nhỏ. Thằng mùi tên ta băng, nhanh nào tôi với bạn, hãy cùng nhau thi, hãy xem tôi đây, ai làm chúng nổ tung. Bọn ta cùng chơi với bóng bay đáng yêu, nhìn thấy chúng trên trời đó mọi người, chạm tới nơi mặt trăng xa. Trời, bông bông bay làm chi thế? Bay lên trời, bông bông bay làm chi thế? Chúng ta có thể bay, bông bông bay làm chi thế? Một ngày nào đó, nhưng bây giờ bông ta cùng chơi với bông bay đáng yêu, nhìn thấy chúng trên trời đó mọi người, chạm tới nơi mặt trăng xa. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon.
lục mình ăn trứng, dùng cho bữa sáng để một ngày khỏe hơn. Này con đến lục mình ăn trứng, ăn chung trong bữa sáng để chúng ta khỏe mạnh. Ba, này con chẳng rửa đâu. Nhìn anh chị đi, họ đã ăn sáng xong. Thích ăn bữa sáng đây. Ok, vâng vâng, con dọn đây. Tuyệt vời, thật tuyệt, đã dọn sạch. Này, con hãy sẵn sàng đi, mặc quần áo và trang phục đáng yêu. Này, con hãy sẵn sàng đi, con ơi hãy thay trang phục đi. Không, mẹ chẳng thích thay đồ đâu. Nhìn anh chị đi với trang phục đáng yêu, trông kìa họ đẹp ghê chưa. Đồ đầy. Giờ con đã sẵn sàng. Này, con đến trường đi thôi. Cùng nhau ta đến trường sớm thôi. Này, con đến trường đi thôi. Thắt dây an toàn ta cùng đi. Không, chiều bé không chịu đến lớp. Nhìn anh chị đi, họ chẳng giống bé đâu. Đã thắt dây an toàn xong luôn. Thưa vâng, đi học thôi. Thank you.